Hôm nay là chương trình là A Páo chuẩn bị xây nhà, cho nên là A Páo nhờ thầy về xem phong thủy. Thì các ông các bà hôm nay là về hộ dọn dẹp nhà cửa này đấy, và xem phong thủy xem là có hợp với hướng nào không. Bây giờ là đang xem là tuổi A Páo tuổi Mậu Thìn này sẽ xem hướng nào cho đẹp đấy. Các cậu các mợ này, các chú là về hộ dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho những ngày sắp tới sẽ rất là vất vả. A Páo xây nhà này nhá, nhà xuống cấp quá rồi đây. Đấy, xuống cấp quá rồi, bây giờ xây nhà cho bà với cháu với cả nhà ở cho yên tâm. Mưa trong 1 tháng 8, tháng 8 mưa rột lắm rồi, bây giờ sẽ nhờ thầy xem. Đây 90 độ này. Đây 95 đây. Đây 93 độ này, đây nó 93 độ này. Đây 95, 96 độ này. Đây 96 độ này. Đây khí này. Đây hướng Mậu Thìn của Báo bây giờ là sẽ cửa quay ra đây. À, phục vị à? Ờ, phục vị đây. Phục vị. Chí nó mới vẽ, bây giờ biết là đông chín đây này, 92 độ này, chín cho đông phục vị bên mé bên đường vào bên này, nó vào dính vào Phúc Đức này. À. Tốn cùng Phúc Đức phục vị Mão đây, Mão cùng mình nhá. À. Mão là Tốn giáp này, giáp Mão dần Mão là bên này Phúc Đức, bên này sinh khí bên này. À. Thế thì tí mình xem cái bản vẽ của mình ấy. Giờ xem cái này nhá. Đây, nó sẽ như này, đông đây, chính đông đây mà. Thì duyên niên bên này, sinh khí bên này không? À. Là bên đường vào là sẽ sinh khí, chính cửa là phù vị. Cửa thế rồi mới đẹp. Tờ giấy đây. Bẻ mẹ nó nha, không xuống được đâu cô ạ. Bẻ lấy bên con mày. Hai bà là đang chăm chú xem thầy. Hai bà thì không biết gì về phong thủy, cứ đứng nhìn thôi. Đây, cứ nhờ thầy cả thôi. Hai bà uống nước là sang bên này nhá, có bàn uống nước bên này. Đấy, thắng nước đàng hoàng. Kết luận như thế nào? Thôi, uống hết lực rồi. Các cậu là đang hạ mái pro đấy. Và Tùng nữa, bố trẻ con hôm nay sang hộ tống này. Cẩn thận Tùng. Đấy. Đang hạ xuống này. Bên này luôn được mà. Đấy, mợ khỏe đấy. Úi giời, cẩn thận. Úi giời ơi. Úi giời. Mợ còn hạ được cả cây. Mợ rất khỏe nhá. Các cậu buổi tối ngồi đây uống nước chè.
gì lành không phải tươi gạch đâu, tổng cao thì về hộ này. Các mỡ này. Mỡ tuyền, mỡ út này. Hoặc ngọn nó có chữ đây nha. Chính đông luôn. Bắt quái. Chính đông luôn. Đây chính nam. Mới nhìn thấy chính nam. Đây chính nam. Chính nam này nó có thìn tốn này, tị này. Mày tính thế ông già rồi con ơi, mày tính. Thôn đây này. Là thuộc tí thì bây giờ mình đang lấy chính đông đây này, đang lấy chính đông đây này, phục vị này. Ghi rồi còn gì nữa, nhưng đang nói là đang tính cái phương hướng ở đây này. Ở phòng thờ hướng cửa nhà bàn thờ phòng khách phòng ngủ là Mão, phòng khách phòng ngủ thì thuộc Mão, đang Mão đây và hướng phục vị 90 độ đấy, 90 độ của Mão đông đấy. Các cậu là đang hộ tống là bê nhà pro sang góc bên này. Ơi cả nhà cố lên nào. Ôi giời. Đấy. Bê sang bên này. Hô 2-3 dô. Hô 2-3 dô uống rượu thôi. Đấy, đã sang rồi. Đấy, các mở hộ tống này. Đấy. Kịch kim à. Yên tâm, chỗ này mưa gió là không đến rồi. Đấy, pro. Đấy, pro cả nhà nhá. Không, tung không đầy. Tung kéo đi. Tung kéo lại. Kéo lại. Bác tú đẩy đi. Không phải, nó đang bị vân ra rồi. Ở đây là hướng phong thủy tuổi Mậu Thìn, chính đông. Nhà đây. Đại Lâm Mộc. À, vào theo hướng của đông nam được duyên niên này và sẽ hợp với hướng bàn thờ là chính nam 180 độ cả nhà nhé. Thì đây đã đang xem qua sách và cũng qua thầy rồi. Đấy, ai mà làm nhà thì cũng tùy theo duyên cả nhà nhé, và vào cũng làm theo bản bệnh của mình thôi. Bà các mợ đây đang hủ dọn dẹp đây. Bác Dương sang xem đây, bà cụ cũng sang xem đây. Cả nhà thân mến, đây là A Pao đã xem xong phong thủy ở đây. Tuổi Mậu Thìn mỗi tuổi có một mệnh riêng. Đại Lâm Mộc thì là ai mà xây nhà trong năm nay thì có thể tham khảo cả nhà nhé. Mỗi người có một cách xem khác nhau, thì A Pao có thầy về hỗ trợ về xem nhà thì giúp A Pao là chọn hướng nhà và hợp phong thủy, hợp tuổi và mệnh. Thì A Pao xin phép được khép lại video ở đây. Cảm ơn cả nhà. Rồi, các cậu các chú đã hộ giúp là dọn dẹp xung quanh không gian nhà để cho gọn, để lấy mặt bằng ở nhà đấy. Đốt rác này. Đấy. Rồi. Thầy đã xem phong thủy xong, bây giờ đang dọn dẹp ạ. Rất là nhiều việc cả nhà nhé. Rồi, cả nhà ơi, hôm nay là gia đình đón tiếp Việt vùng cao về với nhà Pao, nhưng mà chen chân là làm đầu bếp. Từ năm ngoái năm nay mới gặp nhau, anh em mới gặp nhau đấy. Đấy, từ mùng 2 đến bây giờ. Đấy, bây giờ chen chân vào làm đầu bếp luôn đấy, đang nướng. Đây là mực của anh Bụi Cà Phê Hà Tĩnh. À, bụi cà phê Hà Tĩnh. Bụi cà phê tặng anh em. Đấy, đây là mực quê hương Hà Tĩnh. Đấy, mực ngon. Quê ơi đấy. Mực ngon nha, mực ngon lắm. Con mồm to. Ui trời. Ăn là liệt đấy này. Cực ngon.
Này, không uống được à? Anh Dương Vlog nha, cả nhà nha, đang làm cái món gồm vịt luộc nha. Không có mẻ mà chấm, hôm nay thì chỉ có chấm gì nhỉ? Chấm có xì dầu nhỉ? Chấm xì dầu đấy, làm xì dầu. Đây, mỡ mang mẻ sang đây rồi, đấy. Ngon nha, rau nha. Rau rừng nha, rau vườn nha. Rau vườn nha, cực ngon nha. Ui giời, có món này là món thịt. Thịt cuốn chấm. Đấy. Có bia này, bây giờ bia này. Đấy, các cậu, các mỡ là đầy đủ món ăn ngon rồi. Yên tâm. Mực này, măng luộc này, măng rừng này, cái dưa này, ngon quá, cái lợn rừng này, trâu rừng này, mẹ này, mẹ, cốm chuẩn bị vào ăn cơm con. Cầm quả chai lên anh Dương nhá. Ngon này. Chú không lên à? Chú đang chém gió, chạy chú. Đây Tùng là có hai đĩa vịt đây. Đây, rồi đấy đầu bếp xịn của xóm Liều đây. Rồi, đấy. Anh Dương xếp mãi mới đẹp như thế đấy em ạ. Rồi Tùng ngồi vào đi. Tùng về nhà sinh nhật chứ. Tí nữa tập 2. Tập này tập đầu tiên nhé. Rồi báo mời cả nhà ăn cơm nhá, cùng các cậu nhá, cùng các chú nhá. Đây con Tùng này, Tùng về thăm con này, hôm nay sinh nhật này, sinh nhật em của gạo, em của gạo. Mời cả nhà ăn cơm rồi. Bà hôm nay quên cắm cơm nhưng mà quên bật. Đấy, hôm nay không có cơm ăn. Ăn thức ăn thôi, chủ yếu. Chú Tú đến nơi rồi. Đấy. Chú mang bình rượu vải về cất ở trong góc, bây giờ đã đến nơi rồi. Đấy, yên tâm. Đấy. Cả nhà bà quên cắm cơm này, bà ngồi trên kia mình tố đấy, với mợ. Đấy anh Dương đây rồi, đây anh Dương Vlog. Con mời chú, đấy, mời Tùng nhá, mời anh Dương Vlog nhá. Đấy mợ này, đấy. Con mời cả nhà ăn tối nhá, đây.